Đây là các cái bình nước được đặt tại các khu vực văn phòng của phía Hồ Chí Minh. Thì hiện tại là phía Hồ Chí Minh không sử dụng nước khoáng mình mà là sử dụng nước được lọc từ cái hệ thống với lại công nghệ rất là hiện đại. Cái không gian của mình nó thoáng hơn so với văn phòng cũ. Có mấy cái khu mà relax đồ ngoài á, với lại ở trên canteen nó cũng rộng. Thì nếu như trong trường hợp mình làm việc mà nó mệt thì mình có thể sử dụng những khu đó là cũng là một điều rất là thích thú. Là không khí văn phòng đây là khá tốt, chị rất là thích cái không khí ở đây, nó rất là thoáng mát. Chị qua đây là chị bớt viêm mũi luôn á. Hồi ở văn phòng cũ nha, là chị hay bị viêm mũi dị ứng lắm, ác xì hoài à. Nhưng mà qua đây là chị hết luôn, qua đây khỏe luôn, nên là không khí nó rất là trong lành. Chị thích nhất cái bàn làm việc. Bàn làm việc nhìn nó rất là sang, rộng rãi. Vui thì có văn phòng mới, có chỗ rộng rãi, sạch sẽ và rất là đẹp, có nhiều cây xanh cho mọi người. Ở bên văn phòng cũ thì mọi người không có được ngồi ăn chung với nhau quây quần như thế này. Còn ở bên này thì em thấy là mọi người ngồi chung với nhau giống như là gia đình cùng ăn chung. Ở văn phòng mới thì ngoài việc hơi xa thì mình khá là thích vì khá là rộng. Mình rất là thích không gian ở xung quanh cũng như là những cái khu giải trí và khu relax. Mình rất là thích ở đây. Mỗi lần mà có áp lực hoặc là cần tìm cái ý tưởng mới thì mình rất là thích ra đây để mà ngắm cái khung cảnh. Nó giống như là truyền thêm cái sức mạnh cho mình, thêm cái năng lượng cho mình để làm việc tốt hơn.